còn phải đi phỏng vấn ở tạp chí Thời Trang 21 nữa đó. Tạp chí Thời Trang á? Số em chắc là số xui rồi, nên đụng với công ty nào là công ty đó sập tiệm phá sản. Bây giờ phải hôn phải nhiều hơn thế nữa để xác định đối tượng là thẳng hai cong rồi mình tính tiếp chứ. Xin trân trọng giới thiệu giám đốc sáng tạo mới của tạp chí Hôm Mốt, Trịnh Nam Phong. Trả tên tụi tôi. Tôi đã nói là nhầm người rồi mà. Nhầm cái đầu cô ấy. Hình như mình nhìn thấy chi rồi. Sao mình vẫn chưa thấy Phong vậy? Mình đây nè, đang vẫy tay nè. Nam Phong là cái thá gì, thật là cứ phải hy sinh vì nó, bỏ cả tương lai vì nó. Mình không muốn làm bạn thân của Phong nữa, mình muốn làm bạn gái của Phong.